Sim. Rồi ra đây đi đái, ra đây đi đái. Đi đái không? Đi đái. Không không. Đi đái. Ừ. Đây. Này chuyến đầu bác chuyến nhỉ? Chuyến đầu ấy. Giờ như chuyến đầu ấy, quê như thế nào thì gốc to lắm. Lúc này là nhìn là hoành tráng nhất rồi đúng không? Triển khai quân một lần rồi mấy ông nếu cần trước lên. Đây là tác phẩm Sim. Trên 100 năm. Đây. Yeah. Đây vườn thì có rất nhiều nhá. Tác phẩm này tương đối đẹp. Tại thì đang có lũ đây à? Ừ. Thì đây là cái vườn sim này có cỡ khoảng 60 cây to như này, 60 cây to, 60 cây bự luôn. Đấy. Đấy, cây này được trồng thuần gần 2 năm rồi. Đấy, gần 2 năm rồi. Đây, đang là thời điểm này là 25 tháng Giêng. Ừ, hôm nay chủ nhật này. Đấy. Đấy là đang lũ to luôn. Đang có lũ hết rồi. Rất là đẹp. Vẫn giao lưu với các anh em bình thường nhé. Đấy, bác nào mà kết thì chuẩn bị đợt tới này là bên mình cũng xuất đây đấy. À, rất nhiều tác phẩm. Đây, cũng đang cắt uốn tỉa đây. À, chung là nào to cả. Đây là cây to nhất. Cả bầu của nó là khổ luôn. Con cây gần tạ. Gần tạ cả bầu.